Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về những cập nhật trong tuần tới của Epic 7. Thì đầu tiên đó chính là side story mới và side story cho Tết Trung Thu. Thì cái này nó đã diễn ra rồi, nếu như năm ngoái các bạn có chơi. Đây là cái side story mà có thể lấy được cái artifact mới này, Moonlight Vestige. Và các bạn có thể phối hợp là vừa lật ô như thế này và vừa đi map luôn. Thì cái map nó sẽ có ba cái giai đoạn, và trong đó các bạn sẽ được gặp gỡ, đây là cái side story mà các bạn có thể gặp gỡ được Apocalypse Ravi, đó là nhân vật chính luôn. Thì cũng như cũ thôi, các bạn có thể farm và có thể đổi đồ. Rồi sau khi đi qua side story thì các bạn sẽ có thông báo là arena thường thôi, season sẽ sắp đi đến hồi kết và sắp mở pre-season. Ở trong đó có một vài cái điểm mới của arena thường. Thứ nhất là các bạn hồi xưa, nếu như các bạn mà ở những cái mức rank ví dụ như là từ Challenger trở xuống á, ví dụ các bạn hết mùa Arena các bạn ở Challenger 1 thì đầu mùa kế tiếp các bạn sẽ rớt xuống là Challenger 3, thì bây giờ không, các bạn rớt xuống Challenger 2 thôi. Nói chung là các bạn chỉ rớt xuống có một bậc thôi, thay vì là các bạn bị rớt hai bậc như hồi xưa. Với những con người nào mà hay AFK giống như mình AFK Challenger 5 thì với cái mức là Challenger 4, Challenger 5 hay tương tự Master 4, Master 5, Gold 4, Gold 5 gì đó, thì cái mùa tiếp theo các bạn vẫn ở cái mức giữ nguyên cái mức 5 đó. Về cái việc điểm thắng thì những cái điểm thắng ở cái mốc là từ Champion trở xuống các bạn sẽ được tăng cái điểm thắng lên. Điểm thắng ở đây là điểm ở trong trận đi công hoặc là trận thủ luôn, và đồng thời là cái lượng Mystic ở mỗi cái mốc răng nó sẽ được tăng lên một chút. Thì tuy nó tăng lên nhưng mà mình thấy cái này nó có vẻ nó tăng không có được thuyết phục cho lắm các bạn, cho nên là giữa Mystic và Skystone thì mình vẫn thích là lấy Skystone hơn, và đặc biệt là ngay cái mốc Challenger 5 nó cũng không thèm tăng nữa. Rồi qua đến banner kỳ này thì trong tuần này sẽ là một cái tuần nghỉ xả hơi với banner Tamarin và banner Ken. Đối với những bạn nào mà chưa có Tamarin thì các bạn hãy nên lấy một bản Tamarin về, bởi vì đây là cái hero mà support rất là tốt trong hầu hết các lĩnh vực PvE luôn. Còn Ken là một cái hero mà khá là khó dùng các bạn. Thì nếu như các bạn rất là thích Ken thì các bạn hãy summon, còn không thì thôi các bạn lướt qua hero này đi. Banner kỳ này sẽ kéo dài từ 16 tháng 9 cho đến 23 tháng 9, và sau đó mới là những cái hay ho. Tại sao mình lại nhấn mạnh sau đó nó là hay ho? Bởi vì là ngay ngày 23 tháng 9 là vừa kết thúc cái đợt banner kỳ nãy, các bạn sẽ được summon Luna sẽ quay trở lại. Đây là limited summon cùng với artifact là Draco Black, cho nên là các bạn hãy chuẩn bị bookmark đầy đủ nếu như các bạn muốn lấy Luna về. Đi kèm với nó là banner của Tenebria, thì một cái banner thường đi kèm với lại limited của Luna thôi cũng trong khoảng thời gian là từ 23 tháng 9 và chỉ một tuần thôi, là tới 30 tháng 9, trong khi Luna nó kéo dài tới 2 tuần lận. Và sau khi kết thúc banner của Tenebria thì lập tức Landy sẽ nhảy vô. Banner Landy cũng 2 tuần. Thì nói chung là các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian mà các bạn có hai cái banner limit đi chung với nhau. Thì cái này là hai banner limit riêng các bạn, nó không phải là cái kiểu gộp chung, cho nên là nếu như các bạn muốn lấy là muốn summon hai hero limited này á, thì các bạn hãy chuẩn bị bookmark. Nó không có như cái kiểu là gộp chung banner lại. Nói tóm lại, nếu như các bạn nào chưa có hai hero này hoặc là muốn up thêm imprint hay sao đó, thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần bookmark sẵn sàng. Cái đáng quan tâm tiếp theo đó chính là event. Thì event các bạn sẽ có một vài thứ như sau. Đầu tiên là event buff, có nghĩa là đầu tiên các bạn sẽ được free unequip, tức là các bạn đổi đồ mà không tốn tiền. Điều này nó sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 9 cho đến 19 tháng 9. Và sau đó là đi kèm với đó luôn là cái mà buff đi hunt, đi spirit buff kinh nghiệm vân vân các thứ, thì nó sẽ kéo dài từ 17 tháng 9 cho đến 22 tháng 9 với những cái đợt như thế này. Rồi để hỗ trợ tối đa cho việc các bạn có thể summon được, thì trong game nó có một cái check-in nho nhỏ diễn ra từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9. Thì mỗi lần các bạn vô, các bạn sẽ được nhận một phần quà từ game, và trong đó có đến 4 ngày là các bạn có thể nhận được Covenant Bookmark. Thì qua cái đợt check-in này các bạn đã có free được 60 Covenant Bookmark, tức là hơn 10 lần sum rồi. Rồi khi mà phiên bản mới cập bến thì trong hộp thư của bạn sẽ có một cái hộp quà và nó đòi password. Thì đây là password các bạn cần để mở hộp quà đó ra, các bạn Epic 15 Valiant, và các bạn sẽ nhận được ba cái lá, đồng thời là 300.000 vàng. Đó là tổng quan về những cái cập nhật và update
Bây giờ mình sẽ đi đến cái tiết mục chính của ngày hôm nay. Và đây là tiết mục chính của ngày hôm nay các bạn. Blion, một hero Moonlight, sắp tới sẽ gia nhập vào banner Mystic. Thì đây là một hiệp sĩ hệ ánh sáng. Sơ qua một chút về chỉ số của Blion thì hiệp sĩ đặc trưng riêng của nó là rất là trâu các bạn. Thì đây, máu và dép là những chỉ số mà khá là ưu việt trong cái hệ chỉ số này. Với 110 speed cũng không phải là chậm, nói chung là có thể dùng được. Kèm với đó là 18% effectiveness thì có thể phán đoán ngay đây là một cái hero mà thiên về debuff, cái kiểu chơi cái kiểu bruiser ấy các bạn. Và imprint thì các bạn có thể cộng thêm effect resist, concentration thì các bạn có thể cộng thêm máu cho Blion. Ngày đầu tiên, cái chiêu 2, cái chiêu nội tại của Blion là một cái chiêu rất là đặc biệt, trước giờ chưa từng có trong game, đó là Blion sẽ cấm nhận soul. Tức là khi các bạn tung chiêu, nó sẽ có một vài cái soul các bạn nhận được, và cứ 10 soul nó hợp lại thành một cục lửa. Thì bây giờ khi mà có Blion trong team địch thì các bạn sẽ không thể nào nhận soul được. Một cái dòng này thôi nó cũng đã rất là mạnh rồi. Đồng thời với đó là các bạn sẽ có tỷ lệ nhận cái random buff ở đầu mỗi lượt, thì tỷ lệ là 70%, nhưng các bạn max lên thì nó sẽ lên 100%. Và random buff nó sẽ là một trong cái ba buff sau đây: tăng effectiveness, tăng crit và hồi máu. Nó tác động rất lớn với những cái team mà chuyên xài soul các bạn. Một cái máy đốt soul. Và bên cạnh cái nội tại rất là mạnh như vậy thì Blion có một cái chiêu 3 rất là đẹp, animation rất là chất như các bạn thấy vừa rồi. Tuy nhiên cái chiêu này đọc và mô tả thì có vẻ nó hơi bị yếu thế so với cái danh nghĩa là chiêu 3 của nó. Như các bạn thấy là tấn công tất cả kẻ địch trừ combat readiness random trong khoảng từ 20-40%, và provoke có nghĩa là khiêu khích một lượt, tự buff death cho bản thân 2 lượt, và sát thương thì gây ra theo máu tối đa của Blion. Cái chiêu này các bạn động vô các bạn thấy là không ít khi nào được dùng để mở combat lắm, bởi vì là muốn mở combat thì các bạn phải cần phối hợp thêm với những hero mà xóa immunity đi. Tuy nhiên khi mà đã xóa immunity rồi thì cái chiêu này mở combat rất là tốt, có thể khống chế cả team địch luôn với cái provoke này. Rồi chưa kể là trừ combat readiness nữa, một lượng random là có thể là làm rối loạn đội hình kẻ địch. Tự buff death trong 2 lượt, nó phù hợp với cái tiêu chí là provoke, thì tự làm trâu bò bản thân mình đúng không, và sát thương tăng theo máu tối đa. Các bạn có thể tự tin là nâng máu nhiều lên, chiêu này sẽ gây nhiều sát thương. Thì không phải là một chiêu mở combat, tuy nhiên là xét về những cái khía cạnh khác thì đây là một chiêu đáng sợ các bạn, nếu phối hợp với những hero mà có thể xóa immunity được. Thì đây là cái animation như các bạn đã biết rồi đó, rất là ngầu. Lúc đầu cứ tưởng là chiêu gây sát thương nhưng mà thật ra là chiêu khống chế. Và chiêu 1 của Blion ngược lại với chiêu 3 thì chiêu 1 của Blion nó sẽ được xếp vào những cái chiêu 1 mà thú vị nhất game. Đầu tiên đó là một chiêu tấn công tất cả các kẻ địch. Thì hiện tại chỉ có một con duy nhất là Dizzy có chiêu 1 tấn công tất cả kẻ địch. Những hero khác thì chắc là cũng có, nhưng mà nó thuộc dạng là một cái dạng nâng cấp chứ không phải là dạng chiêu 1 thuần. Thì đây là một cái chiêu 1 thuần mà tấn công tất cả kẻ địch. Các bạn sẽ có 50%, các bạn nâng max tỷ lệ thì nó sẽ lên 65% xóa một buff. Và khi mà không được dùng như đòn counter thì cái đòn chiêu 1 này nó sẽ có 35% bật cái incursion lên. Thì incursion là gì? Incursion là bắn dây điện đó các bạn, là tấn công toàn kẻ địch và trừ speed trừ hit chance đi một lượt và sát thương gây ra theo máu tối đa. Thì các bạn có thể thấy là đây là một cái chiêu cũng đáng gờm, ở chỗ là khi mà đối mặt với team immunity hoặc là team có nhiều buff các kiểu thì các bạn hoàn toàn có thể kích hoạt cái chiêu này để mà xóa buff, đặc biệt là xóa mất immunity nếu các bạn hơn. Rồi từ đó các bạn có thể kích hoạt qua cái incursion là trừ speed trừ hit chance. Thì các bạn thấy cái chiêu 3 của DZ thì cái này nó chỉ thua DZ ở cái nước là trừ attack thôi, nó chỉ thiếu một cái debuff trừ attack, nếu mà có thêm vô là nó thành phiên bản DZ thứ hai. Thì với tiêu chí là một cái chiêu 1 thì cái chiêu này nó khá là ấn tượng các bạn. Các bạn có thể soul burn lên để có thể tăng tỷ lệ kích hoạt incursion lên 100%. Rất là dễ dàng soul burn với chỉ 10 soul, tức là một cục lửa thôi. Thì đây là một cái chiêu 1 rất là mạnh. Tuy nhiên đó là khi trường hợp bật được incursion. Còn nếu như trường hợp không có soul mà chỉ 35% này thôi thì nhiều lúc khá là ức chế các bạn. Cho nên là khi mà dùng được
thì nó rất là tốt, còn khi mà không dùng được thì cảm giác nó rất là ức chế. Đây là cái cảm nghĩ đầu tiên của mình về Balion. Và chưa kể đây là một hero nâng cờ Bruiser nữa. Với bản thân mình thì không có hứng thú hào hứng cho lắm. Tuy nhiên nếu như với các bạn nào mà chơi chuyên về tăng cờ Bruiser thì có lẽ các bạn sẽ cân nhắc là summon Balion. Đây là cái hiệu ứng của chiêu một, các bạn nhìn rất là đẹp. Chiêu một mà nhìn như là một cái chiêu thức luôn chứ không phải là đòn đánh bình thường nữa. Thì đó, có thể debuff một lượt cho kẻ địch. Thì Balion các bạn sẽ được nhận được trong cái banner Mystic vào tháng 9 ngày 30. Và đó là tổng quan về đợt cập nhật kỳ này các bạn. Điều quan trọng là các bạn nếu như có muốn lấy Luna hoặc Landy thì các bạn hãy nên chuẩn bị bookmark từ bây giờ. Và nếu như các bạn chưa có Tamarin thì hãy nên summon Tamarin luôn. Ngoài ra thì có Balion nữa, với khả năng là cấm tăng soul rất là mệt, rất là khó chịu. Thì đó chính là đợt cập nhật kỳ này. Rồi mình xin kết thúc video này tại đây. Hy vọng các bạn có được những thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.